trong kinh doanh yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc kinh doanh có hiệu quả? Yếu tố nào quan trọng nhất à À cái gì cũng quan trọng nhất ạ. À? À, hàng tốt, giá rẻ, à, marketing tốt, à, hệ thống phân phối à, và tiếp thị gần gũi với khách hàng, dịch vụ khách hàng thật tốt. Bốn à, yếu tố đó đều quan trọng đúng không? QCDS bốn yếu tố. Nhớ nhá, bốn yếu tố QCDS Đấy. Quality chất lượng, C là cost tức là giá cả. D là delivery giao hàng và và các điểm bán thuận tiện và S là dịch vụ service QCDS luôn nhớ như vậy yếu tố nào cũng quan trọng bốn yếu tố này quan trọng như nhau nhưng có một điều thú vị là hầu như không có một sản phẩm nào có thể đồng thời có cả bốn yếu tố đúng không ngon bổ rẻ chỉ là khái niệm là nói cho vui thôi đúng không ngon bổ thì chắc không rẻ đâu nếu mà ngon bổ mà rẻ thì chắc chắn là kinh doanh thua lỗ ok nhưng mà rẻ nhá rẻ ở đây nhá, nó rẻ tức là giá bán the price khác với lại cost nhá rẻ nó khác hoàn toàn với cost các bạn lưu ý. Rẻ khác với giá thành, giá bán khác với giá thành, được chưa? Ok. Tất nhiên cái này nó chỉ tương đối trong từng thời điểm. Uh, ngày hôm nay nó 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 rẻ ngày mai nó có thể nó không rẻ. Hoặc hôm nay nó đắt ngày mai nó lại rẻ, đúng không? Nó biến động do cái sự cải tiến về công nghệ rồi uh, nó sự thay đổi về vấn đề các cái chi phí. Nếu chúng ta cố gắng tìm cách là giảm được cái cost nhá, cái cost tức là tại sao trong cái QCDS người ta nói về cost, chứ người ta không bán về nói về price. Đúng không? Price là giá bán, cost là chi phí chúng ta giá thành để chúng ta làm ra cái sản phẩm đó thì cost luôn luôn phải cố gắng là hạ thấp cố gắng hạ thấp nó chi nhưng không được phí đó chi phí là không được chi nhưng không được phí ok à... vâng chào các bạn em có ý tưởng mà không có người đầu tư à ok mới có ý tưởng các bạn làm thử đi anh cho hỏi là sen group sắp tới có triển khai mô hình mới hay dự án nào hải phòng không ạ trời ơi nhiều lắm bạn ạ các bạn nhá ở uh, nhiều uh, chúng tôi có ở tất cả các nơi. Hiện nay Sand Group có văn phòng ở khoảng 20 tỉnh thành uh, lớn các thành phố lớn trên toàn quốc. Uh, cho nên là chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ mở uh, sẽ 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 có thêm có nhiều dự án mới. Hiện nay phòng chúng tôi có khoảng độ 3 4 dự án gì đó. <laughs> Muốn đầu tư bất động sản nhưng không có nhiều vốn thì tôi nên chọn loại hình đầu tư nào? nếu không có nhiều vốn thì chúng ta có thể đầu tư theo hình thức là là cùng hợp tác đầu tư đúng không với những cái những cái công ty phát triển dự án bất động sản hay là chúng ta có thể là uh, mua những cái bất động sản xong giá thành bởi vì không có nhiều vốn thế nào là nhiều vậy? chúng ta có vài tỷ là có thể là, là 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 không nhiều nếu trong bất động sản. Bởi vì luật kinh doanh bất động sản quy định rằng một doanh nghiệp mà có hoạt động về 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 đầu tư phát triển bất động sản thì phải có tối thiểu là 20 tỷ. Tối thiểu là 20 tỷ nhưng thực ra trong đấy mà đầu tư phát triển bất động sản mà 20 tỷ thì cũng chưa làm được gì nhiều. Chúng ta chỉ có thể mua được uh, một hai vài căn nhỏ nhỏ thì đó xong là mua sửa bán là một cái hình thức. Thế rồi mua để 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 cho thuê khai thác cũng là một hình thức, đúng không? Rồi mua để chờ lên giá rồi bán đi cũng là một hình thức, đúng không? Cho nên là rất nhiều hình thức. Cho nên nếu không nhiều vốn thì chúng ta có thể chọn cái loại hình bất động sản vừa phải. À, thậm chí là một vài trăm triệu chúng ta có thể mua được một đất nền, chúng ta chờ đó để để khi nào mà đường nó mở ra hoặc là giá nó lên thì chúng ta bán cũng là một cách.